Các bạn đang chiêm ngưỡng vườn đỗ quyên cổ thụ trên 100 tuổi. Các cái cây đỗ quyên này chúng tôi đã di thực nó về được hơn 1 năm và đã chặt tán nó đi. Đường kính nó vào từ 20 đến 30 cm. Lên rất tốt, sinh trưởng phát triển tốt tại sự nóng đang ươm. Và sau 1 năm thì một loạt những cái mầm mới đã phát triển và đã cho nhu cầu mua cả 21 cây đường kính từ 20 đến 30 cm gốc thì chúng tôi sẽ bán. Cây đã sinh trưởng và phát triển rất là tốt. Mầm lên ào ạt, rất nhiều mầm lụ lên mặt ngàn và đã trúng chín các cái nụ hoa. Dự kiến là vườn này nếu mà khách nào có nhu cầu, chúng tôi sẽ bán cả vườn là 21 cây. Nên rất là đẹp.